Em nhé, sau khi anh em tháo xong thì mình có như này rồi, đó bạn mua những cái này rồi, mua rồi bắt đầu muốn nắm lắp vào mi vào led thì các bạn chỉ việc tháo ra và mo cái môi lên cho mình, các bạn thấy không, mo nhẹ con lên luôn, đó các bạn thấy không, các bạn bỏ cho mình cái đôi môi này ra đấy, để nó không bị hắt vào cái gọi là cái đèn pha, thế thôi, rất là đơn giản luôn, bỏ mỗi đôi môi này ra. Sau khi bỏ xong thì anh em lắp như zin. Đây, bóng bi cầu đây các bạn, siêu sáng luôn. Đó, rất là đơn giản với anh em nhé. Đây, bi cầu led này, siêu sáng luôn, quá sáng luôn, cực kỳ sáng luôn anh em nhé. Bảo hành cho anh em 6 tháng một đổi một luôn. Trong 6 tháng cháy thì đợt trước em thì đã chạy rồi các bạn nhé. Đợt trước em đã chạy xe Kia rồi, đấy thành ra ok thì em mình tiếp tục chuyển sang con xe Hyundai. Đó, anh em cũng rất là đơn giản luôn này. Đấy, đó là con này, chúng ta đề đây các bạn. Đấy, ok anh em nhé, con xe này thì em thì lắp rất là nhiều đồ nhà mình. Đấy, lắp rất là nhiều đồ luôn thì sau khi đúng rồi chúng ạ, phải cắt đây thì cầm kéo cắt. Khi các bạn lắp xong như này nhá, lắp vào con này như này đúng không ạ, lắp vào con này như này. Đấy, thì quạt nó sẽ bên trong này, thì các bạn nhìn cái lún cao su đây thì chúng ta sẽ cắt nó ra như này, các bạn cắt giúp mình một chút cái này ra, cắt một chút thôi cho nó chui qua dây điện là xong thôi. Coi như cắt cụt cái luôn chỗ, cắt cụt cái đoạn đầu trên này. Đấy, các bạn cắt cụt cho mình cái vành đầu trên, vành bé đó. Đấy, các bạn cắt cho mình cụt cái vành này luôn. Đó, các bạn rút ra cho mình cái này ra. Không, đang chui chỗ này ra chứ, chỗ này ra, chui qua, vâng, chỗ này, cho chui qua, đấy, đó, ok, anh ơi, cho này chui qua, đó, đó các bạn cho nó chui qua nhé, các bạn chấp nhận phải cắt cái cao su rồi đi, đấy, cho nó chui qua, đó, thế là ok cho anh em, đấy, các bạn ấn lại cho mình như cũ, các bạn ấn lưu ý cho mình cái lỗ thở là làm phía dưới các bạn nhé, lỗ thở làm phía dưới đây, cái lỗ thở bóng đèn làm phía dưới, không phải làm phía trên, đấy, sau đó các bạn cắm rắc rồi vào đây cho mình. Đó, ok cho anh em, sau đó các bạn xoáy vào. Đấy, sau khi xoáy xong thì nó sẽ như này, các bạn cài vào đây, cài vào đây thì các bạn nó sẽ bị hở ra như này. Hở ra như này thì sẽ có hai bài toán, một anh em quấn ni lông, nếu anh em ở nhà anh em không có cái quấn ni lông vào đây cho mình, hai là anh em sẽ bắn keo. Thì sau khi mình lắp xong mình sẽ bắn keo vào đây, cứ cài vào đây này, cài vào đây. Đấy, nó sẽ cố định cái này lại thì là nó không rơi được các bạn được, còn là cài vào đây cũng được. Cài vào đây, các bạn cài vào đây. Đấy, các bạn cài vào đây này. Cái đấn vào cái này là vừa đây. Đấy, nhà tí cô nó cố định em bắn keo đây nó không bị xô cái này. Đấy. Được, không bị cài đấy được. Đấy, ok. Đó, sau đó các bạn định vị vào đây. Ok, rồi một cái. Bây giờ chúng ta đến cái này thì mình sẽ chia sẻ các bạn qua nhé. Sau khi các bạn lắp vào xong như này đúng không, ngon lành nhất như này, thì các bạn sẽ sợ mà bị út bẩn và chui vào trong cái đèn đúng không, thì các bạn sẽ có hai phương án, một là các bạn cầm ni lông các bạn bịt kín lên cho mình, hai là các bạn sẽ dùng một lượng keo silicone các bạn bắn một chút thôi, bắn chút phủ kín chỗ này. Đấy, để cho nó không bị bụi vào trong. Ok, đấy các bạn thấy không. Đấy, thế là nước bụi nó không chui được vào trong các bạn nhé. Thế là ok. Đấy, thế là mình sẽ định vị một tí đây cho nó không rơi ba lát này. Đấy, thế là ok nhé. Đấy, rất là ok cho các bạn. Đấy, thế là xong. Đấy, anh em mà không có cái keo này thì các bạn có thể dùng ni lông nhé. Các bạn bụt kín lại cho mình. Còn các bạn hỏi là cái quạt tản nhiệt nó tạt đi đâu ấy, thì xin thưa các bạn là trong này nó có rất nhiều lỗ thở đây này, để nó thoáng cái luồng không khí vào trong và chui ra ngoài, chứ các bạn yên tâm là không bao giờ có tình trạng là bí không khí đâu. Nó rất là nhiều lỗ thở đấy các bạn này. Đây, đây là những cái lỗ thở trong cái đèn pha ra. Đây, anh em yên tâm chụp ni lông hoặc là các bạn bắn keo thì tùy các bạn nhé. Ok cho các bạn. Đấy, sau khi lắp xong thì nó sẽ ngon lành như này. Nó sẽ ngon lành như thế này. Đó, các bạn thấy không? Căng đét luôn.
Bóng ve led thì mình có lắp cho em trai đôi bóng led The Mi xanh rồi các bạn nhá, nhìn cho đẹp luôn mà nó rất là bền. Đấy, anh em yên tâm là con led này nó là đèn đèn led, thành ra rất là bền hơn cái bóng sữa đốt anh em. Rất đơn giản rồi các bạn. Đấy, xong khi đấu xong các bạn cắm răng như tí cho mình. Đâu em trai, có đây đây, đây anh bật cho. Sau khi thay xong bóng đèn thì bây giờ mình đang thay các em trai cái đèn xi nhan ở cánh cửa các bạn ạ. Đó các bạn đấy, đây là xem cửa. Hàng xịn của nó thì bao gồm toàn bộ là ký hiệu rất là nhiều phía dưới anh em nhé. Cái này thì mình đã quay trên kênh của mình cho các bạn phân biệt là xịn hàng thường rồi. Đấy, còn đây là rắc cắm đây anh em này. Đấy, xịn sò 100% mobit luôn nhé. Đấy, cắm mắt vào đây là vừa luôn. Các bạn chỉ việc cắm rắc vào ấn là xong thôi. Nó có hai đầu thì các bạn nhớ hai đầu, một đầu nhựa và một đầu cài sắt. Cùng là xong rồi anh em nhé. Ok các bạn. Đấy, xi nhan này. Đây, pha đèn đây. Mười hai giờ trưa rất là sáng đấy các bạn thấy không, các anh em mình đôi xin nhan xịn luôn đó, lại mới đét như bình thường các bạn. Ok anh em nhé, cuối cùng là xong các bạn nhé, rất là đơn giản. Đây xe của em là cabin kép cùng kín, bạn ấy chuyên về trái cây nhập khẩu anh em nhé, chuyên về trái cây nhập khẩu luôn. Đấy, toàn bộ chắn bùn thái các thứ các bạn này. Quay tiếp cho mọi người xem qua chắn bùn thái ngoài em trái nắp này. Đấy, rồi đèn sườn, rồi mấy cái món đồ chơi ốp nữa. Con gì đâu em? Con gì được không? Không rồi gì nữa. À, thì... đẹp lắm rồi thì. Ok nha các bạn nhá. Qua bên các bạn nhá. Cuối cùng thì mình đã lắp xong cho mọi người xem nhá. Đây. Sau khi lắp xong là sẽ như này các bạn. Rất là sáng luôn các bạn này. Đó các bạn nhìn thấy không, rất là sáng luôn, cực kỳ sáng và cực kỳ hay luôn. Đấy, nắp con này thì như zin anh em nhé, anh em chỉ việc bỏ một cái môi cho mình thôi. Cái video edit lại toàn bộ cái khung cảnh, lắp cái môi và lắp cái bóng vào như nào để cho nó chuẩn chỉ thì mình sẽ dựng cái video và gửi đến các bạn nhé. Còn hiện tại khi lắp xong sẽ như này. Đấy, anh em thấy không, rất là ok luôn. Đấy, các bạn thấy không? Ở đây là cabin kép anh em này, con nọ thì có nói lắp ở nhà mình, anh em nếu theo dõi kênh của mình các bạn sẽ theo thấy em mình lắp rất là đơn giản luôn, lắp phát là vừa khít luôn nhá. Bệ này là bệ ghế nó so xịn 100% anh em nhá, không phải hàng Trung Quốc, không phải hàng gì, hàng theo xe về Việt Nam cắt bớt thôi. Con này cabin kép thì nó có trần gôn này các bạn này. Con này cabin kép anh em nhá. Ờ anh cảm ơn nhiều nhá, thank you em, thank you em. Thank you em nhá. Đó. Cảm ơn bạn rất là nhiều luôn. Có gì anh em nhớ ủng hộ mình nhá. Ok em, thank you em. Đấy. Bắn lại quả chân. Ok, thank you em trai rất là nhiều luôn. Đấy, rất là tuyệt vời luôn.